Hãng AP ngày 4 tháng 10 đưa tin Anh điều một tàu hải quân tuần tra biển Bắc trong bối cảnh các nước phương Tây gia tăng bảo vệ các đường ống dẫn khí và tuyến cáp ngầm dưới biển sau vụ rò rỉ khí đáng ngờ gần đây ở biển Baltic. Bộ Quốc phòng Anh cho biết một tàu hộ tống đang phối hợp với Hải quân Na Uy nhằm đảm bảo cho những người làm việc gần các đường ống dẫn khí. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp của lực lượng viễn trinh hỗn hợp của các nước châu Âu trong khu vực. Lực lượng này gồm các binh sĩ đến từ 10 nước, bao gồm các nước vùng biển Baltic và Bắc Âu, với tầm quan trọng ngày càng gia tăng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhóm trên lên án những vụ tấn công rõ ràng nhắm vào hạ tầng dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace còn cho biết Anh sẽ có hai tàu chuyên dụng bảo vệ các tuyến cáp và đường ống dưới biển sẽ hoạt động trước thời điểm cuối năm tới. Những vụ nổ gây thiệt hại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tuần trước dẫn đến rò rỉ khí lớn. Các nước Bắc Âu cho rằng vụ tấn công có thể cần dùng đến hàng trăm kg chất nổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30 tháng 9 cáo buộc phương Tây phá hoại các đường ống do Nga thi công, trong khi Mỹ và các đồng minh bác bỏ. Anh chưa chính thức nhận định về khả năng bên nào đứng sau các vụ nổ, nhưng Bộ trưởng Wallace phát biểu tại hội nghị thường niên Đảng Bảo thủ rằng những phản ứng của ông Putin rộng hơn, chứ không chỉ ở Ukraine. Tầm với của ông ấy xa hơn, tuần này chúng ta thấy thiệt hại bí ẩn đối với các đường ống Nord Stream.